Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi có một cái chương trình mới, đó là tôi đi bào chữa. Mở đầu với tôi đi bào chữa, tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện mà tôi là người trực tiếp đi bào chữa cho một bị cáo thân chủ của tôi trong một cái vụ theo quy định của pháp luật. Hồi xưa nó là tội giao cấu, bây giờ đó là tội 142, tội hiếp dâm với người dưới 16 tuổi. Để kể một cái câu chuyện thì dễ lắm, tuy nhiên rằng là vừa kể câu chuyện mà vừa đem cái câu chuyện để ít ra thông qua cái câu chuyện này cho quý vị và các bạn biết thêm cái điều luật, thì rõ ràng đó là một cái mong mỏi, một cái khát khao của luật sư. Thưa quý vị và các bạn, trước khi kể một câu chuyện về tôi đi bào chữa, tôi sẽ đọc những cái quy định của pháp luật cho quý vị và các bạn, để nếu như trong trường hợp gia đình mình vướng vào trường hợp này thì chúng ta biết được rằng đối với cái tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi thì cái khung hình phạt như thế nào. Tôi chỉ đọc một cái khung một mà thôi. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Đó là cái khung 1 nha quý vị và các bạn. Thì trong cái khung 1 có liệt kê hai cái hành vi: dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân, hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ. Nói chung, nói nôm na là theo thuật ngữ bình dân á, là người ta không có đồng ý quan hệ, nhưng mà mình đã ép người ta, mình đe dọa về mặt vũ lực, hoặc là chúng ta đe dọa về mặt tinh thần rằng ta sẽ giết, sẽ chém hay như thế nào đó để bắt buộc người ta phải quan hệ trái ý muốn, thực hiện cái hành vi giao cấu trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Cái thứ hai đó là giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. Thực sự thì theo cái quy định vẫn như vậy quý vị và các bạn. Sau khi các nhà làm luật đã liệt kê, thứ nhất là dùng vũ lực, thứ hai là đe dọa và dùng vũ lực, thứ ba là lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được, thì sau khi liệt kê hết rồi, để cho rằng không biết trong cái ba cái bốn cái liệt kê ở phía trên nó có đủ hay không, thì các nhà làm luật là giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác, các hành vi tình dục khác, thì cái này sẽ có trong cái quá trình mà thực tiễn phát sinh thì sẽ có những cái hướng dẫn, trong quá trình thực thi pháp luật thì các anh chị tòa án sẽ vận dụng nó là cái quan hệ hành vi quan hệ tình dục khác. Liệt kê không được thì bây giờ tóm lại theo quy định của pháp luật, câu nhà luật vẫn vậy quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trở lại tôi đi bào chữa. Tôi sáng nay tôi có tư vấn một cái chị khách hàng. Chị đến bảo với tôi rằng là con chị quan hệ với một bạn nào đó trên 20 tuổi, thì con chị quan hệ từ hơn 2 năm nay rồi. Thì đến ngày 1 tháng 9 này thì cháu đã được 18 tuổi. Thì bây giờ luật sư có thể tư vấn để mà tố cáo cái hành vi hiếp dâm với người dưới 16 tuổi hay không? Tôi đưa ra một số dẫn chứng, tôi đưa ra một số câu hỏi, thì chị cho rằng là trước đây chị cũng có tố cáo cái anh chàng kia, anh chàng Sở Khanh kia, rằng tuy nhiên thì khi tố cáo thì ảnh hứa hẹn, ảnh năn nỉ, anh làm đủ thứ mọi trò hết, và bây giờ ảnh khi con của chị đủ
18 tuổi vào ngày 1 tháng 9. Thì quý vị và các bạn biết không, bây giờ là ngày hôm nay là ngày 24 tháng 9 rồi. Thì anh này anh lại hiện nguyên hình là một anh chàng họ Sở và không có trách nhiệm với cô bé này. Thưa quý vị và các bạn, sau một hồi hỏi và sau một hồi truy vấn và có cái cơ sở, nói chung có những cái chứng cứ, có những cái tài liệu gì cho rằng là bé có thai, cho rằng bé quan hệ tình dục tại cái thời điểm trước cách đây vài năm, thì chị cho rằng là không có gì cả. Và tôi đành phải để cho chị ra về với một cái tâm trạng cũng chị cũng hơi bức xúc. Thì tôi bảo rằng nếu trong trường hợp chị có những cái nguồn chứng cứ thì đến đây luật sư sẽ làm một cái đơn tố cáo về cái hành vi. Chứ hiện tại là cho tới thời điểm này cháu đã, con của chị đó đã 18 tuổi. Thì như vậy khi mình đi tố cáo mà mình không có chứng cứ thì khó có thể trói buộc cái anh chàng họ Sở này. Thôi thì đó là cái chuyện khách hàng tư vấn, tôi sẽ trở lại cho quý vị và các bạn câu chuyện của tôi cách đây vài năm. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi nhận bào chữa cho một cái vụ giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi, vào khoảng cách đây khoảng vài năm, khi mà bộ luật hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực. Thì hồ sơ tại cơ quan điều tra thì bị cáo của tôi là một anh chàng khoảng 19-20 gì đó. Thì khi vào trại giam thì em kể cho tôi nghe câu chuyện là em cũng lớn hơn cô kia chừng vài tuổi. Thì tụi em thương nhau vì cô bé người bị hại, cô bé nạn nhân là hai người yêu nhau một cách thật tình. Thì khi mà về ở chung sống và về bên nhà của bị cáo, nhà của chàng trai ở đến khoảng hơn một năm, thì cả hai gia đình người lớn đã bước lại với nhau rằng khi nào các con trẻ đủ 18 tuổi thì chúng ta sẽ dạm hỏi với tư cách người lớn. Trầu cao cũng đã đem đến và mẹ của cô bé này cũng quyết định ở là cho cô bé ở bên nhà của người yêu mình trong một cái thời gian gọi là khoảng 6 tháng gì đó. Tuy nhiên thì các bạn biết không, các bạn trẻ mà, thứ nhất là phải phụ thuộc kinh tế vào cha mẹ, cái thứ hai nữa là trong cái ứng xử, tôi nói là ở cái tuổi nè, ăn chưa no mà lo chưa tới, thì làm sao mà không tránh khỏi những cái lúc mà ấu đả lẫn nhau. Mẹ vợ mới đưa chàng rể một số tiền cũng vài chục triệu gì đó. Thì để thứ nhất là bà cũng có một cái số tiền dư, và với mục đích rằng là con chàng rể này có những cái mối quan hệ tương đối là rộng, thì có thể cho vay. Thứ nhất là được cả đôi bên, mẹ vợ thì cũng được cái tiền lãi suất, và cái tiền lãi suất này sau đó thì sẽ mẹ con mình cũng sai mẹ vợ, có thể cái tiền này cho cả vợ nữa. Đó, đại khái là như vậy. Em kể tôi nghe một cái câu chuyện hoàn toàn ra một cái sự cộng hưởng thôi. Tuy nhiên rằng là số tiền vay do một số người cho vay họ không có khả năng hoàn trả lại. Vì các bạn biết rồi, cái việc vay tiền mà không có bằng tính chấp, không có bằng giấy tờ thì khó có thể hoàn trả lại đúng hẹn. Việc gì đến phải đến. Thì chàng rể sau khi nhiều lần nói với mẹ vợ rằng là con cho người ta vay mà giờ người ta quỵt mất tiêu rồi. Tuy nhiên mẹ vợ thì cứ mùng lằng nặc đòi. Thì bây giờ kể lại một cái câu chuyện cho quý vị và các bạn nghe là tôi còn nhớ là mẹ vợ cách với chàng rể vào khoảng 4 tuổi. Thì gần như nếu trong cái vai trò bình thường là họ là chị em đó, nhưng mà trong một chừng mực nào đó thì họ là mẹ vợ. Thì bà bảo với tôi với chàng rể rằng là bây giờ á mày phải có nghĩa vụ đối với cái số tiền đó. Còn nếu như trong trường hợp mày không có trả tao thì tao đi tố cáo mày cái hành vi là hiếp dâm con tao đó.
thật sự là chàng rể thì cũng ngông, cũng ngang. Giờ má nói sao vậy? Bà nói sao vậy? Tôi với bà hả? Nói sao là nó qua nó ở nhà tôi, luật pháp nào điều chỉnh chẳng hạn, cứ gân cổ lên. Giờ bà cứ thưa đi, tôi đi hầu chẳng hạn như vậy. Những cái xung đột vì anh chàng này cho rằng là hiện tại, tại cái thời điểm mà hai bên mà gọi là phát sinh mâu thuẫn đó, về cái chuyện tiền nong đó, thì con của bà tôi cũng nuôi, chứ có phải tôi không nuôi đâu, tôi vẫn nuôi cơm hàng ngày. Thì thú thật với quý vị và các bạn, thì khi ra tòa thì nhìn cái cô bé này thì thật xinh thật, cũng rất là dễ thương. Tôi cũng cảm nhận rằng là hoa một bông hoa đẹp. Khi chàng rể nói là bà nói gì vậy, hiện tại con bé con bà đang ở tôi nuôi cơm hàng ngày, và bây giờ từ từ thì tiền thì từ từ tôi trả, bà thích thì bà cứ kiện đi. Và những câu thách đố nó đã xoáy vào nhau và không thể giải quyết được bằng con đường dân sự. Kiện nhau vài chục triệu để khởi kiện tới tòa. Bà đã dùng cái quyền lực của và vận dụng cái kiến thức của bà về trong cái lĩnh vực và giao cấu với người chưa đủ 16 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, thì bà đã làm đơn tố cáo ở Ủy ban Nhân dân xã, và xã đã có cái động tác là làm cái hồ sơ bổ sung thì đến công an huyện, và sau đó thì tòa xử. Quý vị và các bạn biết không, trong cái việc mà trong cái quá trình mà quan hệ vợ chồng của bị cáo và người bị hại thì có hai cái phiếu siêu âm, thì các cơ quan điều tra đã đến lấy cái phiếu siêu âm tại cái nhà Bảo Sâm, lấy phiếu siêu âm tại bệnh viện, và kết luận rằng hai thời điểm khi tính về cái phiếu siêu âm, một cái tôi còn nhớ là khoảng hơn 3 tháng, một cái khoảng chừng gần hơn 5 tháng, thì kết quả của cái phiếu siêu âm đó là cô này có thai. Mà nếu ta tính ngược lại tại thời điểm mà cô sinh ra, tức là nếu như trong trường hợp giấy khai sinh, tôi cũng cho quý vị và các bạn hiểu thêm rằng, ví dụ như cô này sinh ngày 1 tháng 1 năm 2000, thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì cô này đủ 16 tuổi. Tuy nhiên rằng là cái phiếu siêu âm của có thai đó nó lại rơi vào năm vào tháng 7 năm 2015 chẳng hạn, thì như vậy cái việc là chúng ta biết rồi quan hệ trước thời điểm đó. Thì khi ra tòa thì bằng cái sự nghiên cứu cộng với những cái quy định pháp luật thì tòa có phán quyết là phạm tội nhiều lần đối với cái hành vi làm cho nạn nhân có thai. Thì bằng cái kiến thức, bằng cái kinh nghiệm cộng với một cái sự nghiên cứu miệt mài thì tôi đã cố gắng và chứng minh cho tòa thấy rằng, thưa tòa, cái thời điểm mà cái giấy phiếu siêu âm đó lần thứ hai đó thì cái cô này cũng đã 18 tuổi, còn đối với cái phiếu siêu âm lần đầu là cô này dưới 16 tuổi thật theo quy định của pháp luật. Và bằng cách rằng là bằng một cái sự sâu sắc của một cái người phụ nữ, luật sư nữ, để dung hòa và động viên, và bằng cái sự khát khao rằng, thưa tòa, mâu thuẫn của việc tố cáo đó là do cái số tiền tranh chấp về dân sự. Tuy nhiên quý vị và các bạn những gì mà được quy định trong bộ luật hình sự thì nếu được áp vào, tôi bảo rằng là nó là cái khuôn đó, nếu được áp vào nó đúng, nó đủ đúng các yếu tố cấu thành tội phạm. Thứ nhất là hành vi đó
chủ thể, khách quan, chủ quan, và hành vi này được quy định trong bộ luật, thì rõ ràng cái kết quả là cái anh này bị vi phạm, phạm tội và đã được xét xử bằng một cái bản án. Tôi nhớ là hồi đó sau khi tranh luận và sau khi đưa ra những cái căn cứ giảm nhẹ thì em này có được bị tòa tuyên, tôi không nói là được tòa tuyên, là bị tòa tuyên với mức hình phạt là 2 năm. Tuy nhiên rằng là tại thời điểm đó thì cái mức hình phạt 2 năm đó cũng tương đối là nhẹ so với cái hành vi phạm tội của em. Thưa quý vị và các bạn, với một cái chủ đề là tôi đi bào chữa để cho quý vị và các bạn hiểu được thêm về cái nghề của chúng tôi. Có những người bảo rằng là luật sư là một cái người gọi là lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Và có một số luật sư cũng phải chịu áp lực dư luận khi mà bị cáo của mình phạm vào một cái tội mà cái tội đó đang được dư luận lên án. Thì với cái thiên chức của một cái nghề luật, với cái tâm của nghề luật, thì chúng tôi cũng phải thấy khi họ thực hiện cái hành vi nhẫn tâm thì họ có những cái động cơ nào hay không. Trước đây có một cái bài báo nói rằng là nếu trong trường hợp thân chủ của luật sư là một người đã từng tù tội, thân chủ của luật sư là người mất nhân tính thì như thế nào? Tôi thì trong quá trình hơn 10 năm thì tôi đã từng thấy ở góc khuất sau cái hành vi phạm tội đó là cả một thân phận, một con người. Có những cái áp lực từ phía dư luận, áp lực từ phía một người nào đó. Tuy nhiên chúng ta là người thì chúng ta phải hiểu được rằng nghề luật sư của chúng tôi là nghề bảo vệ những thân phận cô thế, những thân phận yếu hơn. Và cái tâm của luật sư đặt vào vị trí đúng. Tôi có hai cái dạng mà tòa chỉ định luật sư, đó là cái dạng cái án chung thân và tử hình. Cái thứ hai là đối với cái người chưa đủ 18 tuổi phạm tội. Thì nói thật quý vị và các bạn, thì luật sư chúng tôi thì thích chọn cái đối với người chưa thành niên phạm tội hơn, thì cái đó nó rất dễ. Còn đối với những trường hợp mà án chung tử thì quý vị và các bạn biết không, hồ sơ thì nó dày cỡ này nè, mà bào chữa chỉ định thì lại không phí, thì chắc chắn phải có một cái tâm, phải có một cái nghiệp thì luật sư mới có thể rằng xem xét nghiên cứu. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn tôi sẽ kể còn dài nhiều tập nữa cho quý vị và các bạn tôi đi bào chữa như thế nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Một lần nữa xin chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe.